Xin chào tất cả quý vị cùng các bạn đến với kênh đó là Xuyên trên GTV của chúng tôi. Trong video giới thiệu sản phẩm ngày hôm nay, tôi xin hân hạnh giới thiệu tới quý vị và các bạn một loạt những bộ bàn ghế ăn với những mẫu mã đa dạng phong phú như ở trên hình chúng ta đang xem ở đây. Từ những bộ bàn ghế ăn với những giá thành thấp cho đến giá thành cao. Và những sản phẩm này thì nó sẽ là hàng mun của Lào. Mà những cái bộ sản phẩm mun Lào thì nó vẫn là hàng đẳng cấp và giá thành nó cao nhất trong cái loạt bàn ghế ăn này. Như ở đây là một bộ bàn ghế ăn của Lào gồm 8 ghế và một bàn hình bầu dục là 1m8, và cái hàng này thì nó có giá thành là 75 triệu cho những chiếc ghế theo kiểu tần như thế này. Và tất nhiên là cái mặt bàn này thì sẽ có một tấm kính nữa ở lên trên. Thì ở đây nói chung cũng có cái tôi sẽ giới thiệu giá luôn, và có những cái thì cái khách hàng vui lòng liên hệ với tôi, bởi vì nó còn nhiều món, nhiều thứ nữa. Đây là bằng bộ sản phẩm bằng chất liệu gỗ hương đá, một bàn và 6 ghế, mỗi bên 3 ghế. Cần thiết thì sẽ đặt thêm ở đầu này, mỗi đầu một ghế nữa, thành ra là bộ 8 ghế một bàn. Mà giá thành thì nó sẽ dao động, bởi vì là phụ thuộc theo cái nhu cầu mà quý khách hàng mong muốn. Với những cái loại hương đá đặc trưng như thế này, những chiếc ghế ăn nó sẽ rất đẹp trong không gian nhà quý vị. Và với những cái mẫu nó cũng có những cái sự mềm mại khác nhau như ở đây. Những chiếc ghế thì tương đồng với nhau, và còn những chiếc bàn lại khác nhau. Chân đục theo lối Louis. Sản phẩm này thì bàn rất là rộng. Dài và rộng, tức là chiều dài thì là 1m8, còn chiều rộng của nó là 87cm. Và chân đục và Louis có hoa hồng rất cầu kỳ. Nếu như quý khách hàng nào mà muốn sở hữu những chiếc bàn ăn như thế này, và những chiếc ghế như ở trên hình thì nó có hai loại, một loại chuyện thọ như thế này, và một loại thì nó sẽ được làm đục rất cầu kỳ hơn như thế này, để mà ghép vào những chiếc bàn. Ngoài ra thì còn những cái chiếc bàn vuông vức nữa, nhưng xung quanh thì được làm cũng hết sức cầu kỳ như thế này. Và chiếc bàn này thì được làm với phần chân trụ truyền thống. Chính vậy nên là khi khách hàng xem và muốn lựa chọn thì chúng tôi sẽ nói lên cái nhu cầu bằng hình ảnh như thế này. Với những cái mẫu ví dụ như là những chiếc ghế như thế này thì quý khách hàng vui lòng chụp ảnh lại, kèm theo với những chiếc bàn vuông như thế này, nó có thể là hoán đổi cho nhau, gửi hình ảnh này qua Zalo để chúng tôi báo giá chi tiết với quý khách hàng. Còn ở đây thì thực tế là nó có thể bộ 6 và có thể là bộ 8 cho những chiếc ghế này. Mỗi bên là 3 chiếc, hai đầu mỗi đầu 1 chiếc tùy theo cái nhu cầu của quý vị. Chính như vậy nên chúng tôi không nói giá cụ thể được ở đây. Rất mong quý vị thông cảm, và nếu như muốn biết chính xác thì vui lòng chia sẻ hình ảnh, những cái hình ảnh trực tiếp bằng cách là chụp lại để chúng tôi báo giá tới quý vị được chính xác hơn. Cái này là bộ bàn ghế bằng gỗ gụ và với hàng trụ tròn dưới. Đây nữa cũng là một dòng sản phẩm nhưng mà hình bầu dục. Có rất là nhiều sản phẩm bằng ghế ăn.
là một dạng bàn tròn to. Chiếc bàn này thì cực kỳ là to, nó lên đến 1m68 cho những chiếc bàn như này. Và với những bộ bàn ghế kiểu này thì chúng ta ngồi như hiện tại thì là 8 ghế một bàn, nhưng cũng có thể tăng lên 10 ghế bởi vì chiếc bàn này rất lớn. Ở giữa sẽ có những chiếc mâm xoay để chúng ta sử dụng nó tiện lợi hơn như thế này, với cái mặt kính ở trên. Chúng ta cùng xem thêm một chút nữa với những kiểu mẫu mã đa dạng và phong phú của những cái loại bàn ghế ăn, vừa gỗ mun vừa gỗ gõ. Sản phẩm này của chúng tôi đang được bày bán tại cửa hàng. Rồi kiểu cái tần và vách tàn rất là đa dạng và phong phú. Ngoài những sản phẩm bàn ghế ăn mẫu mã đa dạng và kiểu dáng phong phú này ra, còn có những sản phẩm khác nữa như là bàn ghế về hội trường, phòng khách, những sản phẩm cơ quan, hàng của cơ quan cũng đang được bày bán và mẫu mã được trưng bày tại cửa hàng. Đây là những sản phẩm mà sẽ là trong những cái phòng riêng như là trong bàn làm việc của giám đốc, là những thủ trưởng hoặc là xử lý của cơ quan. Khách hàng có nhu cầu để lựa chọn mẫu mã. Chúng tôi cũng có nhận là làm những công trình với những số lượng lớn về hàng cơ quan, nhưng chúng tôi ưu tiên đó là chỉ làm bê phẩy chứ không làm bê chính, bởi vì như quý vị cũng biết rồi, bây giờ thời đại này thì chúng tôi cũng chỉ muốn sản xuất và cung ứng tới khách hàng được những cái sản phẩm của chúng tôi mà thôi. Còn về đầu ra thì điều đó sẽ phần những người chuyên môn, có những cái chuyên môn các bác sẽ tìm kiếm, và chúng tôi chỉ có việc đầu tư hàng, không phải lo những các cái chuyện gì khác. Mà như vậy là cái phương châm tốt nhất đến thời điểm này của chúng tôi. Ngoài những kiểu bọc nỉ này ra thì nó còn nhiều kiểu khác nữa, như là hàng gỗ tự nhiên 100% này. Chính vì vậy nên là nó có rất nhiều mẫu mã và kiểu dáng cũng như thiết kế. Tới đây thì tôi cũng xin tạm dừng clip này ở đây. Mọi thông tin chi tiết thì quý vị vui lòng liên hệ với tôi qua những số điện thoại mà chúng tôi nêu ở dưới link video này. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các clip khác tiếp theo sau.